Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018, thị trường lao động thành phố tập trung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc ở các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, chú trọng phát triển theo xu hướng lao động đã qua đào tạo có nghề chuyên môn yêu cầu về chất lượng, trình độ lao động có tay nghề, năng suất lao động đảm bảo cho việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất khẩu lao động. Nhu cầu nhân lực tăng cao ở một số nhóm ngành như công nghệ thông tin, tập trung tuyển dụng nhân sự ở các lĩnh vực phân tích dữ liệu, bảo mật mạng, lập trình ứng dụng di động, lập trình game, lập trình thiết kế game 3D, lập trình thiết kế hiệu ứng hình ảnh và hoạt hình 3D. Bên cạnh đó là nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực như digital marketing, sự kết hợp giữa kiến thức thương mại điện tử, công nghệ thông tin và marketing. Ngành điện tử thu hút nhân lực ở mảng thiết kế các thiết bị thu phát âm tần cao, các vi mạch và thiết bị bán dẫn.